Hello, xin chào bác, em là Minh Tia trước thì hôm nay em có về chiếc Seiko Preset SARB009 Chiếc đồng hồ này thì nặng về cái giá trị sưu tầm Mà nói thật sự các bác nó cũng rất đẹp đúng không? À, tất nhiên là với một chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm cao được anh em uh, săn đón hàng đầu rồi Thì nó cũng phải có một cái giá trị đó gì đó mang lại Thì nói thật với các bác là SARB009 thì nó đẹp thật Thiết kế mọi thứ trên chiếc đồng hồ này thì thật sự là hoàn hảo kiểu dáng này các bác có thể hình dung là những cái mẫu Grand Seiko đời đầu như là SBGR 001 hay là 003 hoặc là những cái mẫu SBGR đời sau như là 049 hay là 051 ấy. nó sẽ sử dụng cái dáng thân vỏ càng như này đấy cho nên đây cũng thể nói là một trong những cái dáng gọi là tiêu biểu của nhà Seiko cho dù đây là dòng preset các bác nhé cái dáng ở preset bây giờ các bác sẽ thấy là nó sẽ hơi cong vào ở điểm này và cái điểm càng nó rất là nhỏ đấy còn cái phần càng này thì nó sẽ trường càng trông nó thoải hơn trông nó khỏe hơn một tí đấy và SRB 009 thì phải nói là cực kỳ hiếm trên thị trường được anh em săn đón rất là cao nhé ở thị trường nước ngoài nó có thể đẩy lên nghìn rưỡi hai nghìn đô còn tất nhiên ở thị trường Việt Nam thì cái mức giá nó phải phải chăng hơn rất là nhiều rồi con này giao lưu với các bác hôm nay chỉ có 21 triệu thôi giá nó rất hấp dẫn thật sự các bác là cái mức giá này là một mức giá gọi là hấp dẫn hơn rất nhiều so với thị trường quốc tế đấy nếu các bác có thể search thì các bác có thể search Google để ra cái mẫu SRB B bò nhé 009 này Bởi vì cái mức giá trên thị trường nó rất là cao Và là một trong những cái mẫu được dân siêu tầm Seiko nó săn đón rất là nhiều Rồi thì với mẫu này thì các bác có thể thấy là bộ dây ba mắt được đánh xước này Thiết kế form mắt dây tròn Khá là quen thuộc Form mắt dây này thì khi mà đeo lên tay thì nó khá là ôm tay Đấy nó tạo ra cái độ tròn Bồm tay À, khóa thì gặp một bên logo Saiko đánh phế xước Đấy, bấm mở chức năng tiện lợi à, cái khóa ngày xưa thì nó vẫn giữ cái hàm ếch như này các bác nhé à, thôi chúng ta bỏ qua nhỉ Đấy. rồi còn về thiết kế điểm càng thân càng thì, thì, thì thật sự các bác là rất đẹp đây có thể nói là một trong những cái điểm càng mà em rất thích của dòng Saiko cho dù cái Saiko preset các bác cứ để ý là phần càng mà hay xuất hiện nhất là trên những cái mẫu như là SA RD đấy những cái mẫu mà đấy hoặc là những cái mẫu Psycho 4R đấy là những cái phần điểm càng mà nó hơi cong nhẹ vào xong cái điểm càng dưới thì nó nhỏ hơn rất nhiều và nó ngắn hơn thì trông nó gọn gàng thôi nhưng mà về cái độ đẹp mắt thì nó không đẹp bằng cái bọn này đâu khi mà lên tay thì bọn này nó trường càng nó đẹp hơn rất là nhiều còn bọn kia đeo thì nó sẽ gọn hơn tuy nhiên các bác nhìn thấy cái điểm càng này nó cong xuống nó rất ồn tay đó trang bị kính của con này thì nó là kính sapphire nguyên khối thôi các bác không phải lo vấn đề sức sát trong quá trình sử dụng và có phủ chống lóa các bác nhé núm thì sẽ có logo Seiko chữ lớn này và được khắc sâu này Đấy, khiến răng cưa rất dễ thao tác con này thì kích thước size thì khá là gọn gà nói thật với các bác là nó rất là gọn gàng con này size 38 thì phải ba tám các bác nhá ba bảy chín nhưng mà thực chất là ba tám đấy dày 11.2 không quá dày và lắp tu lắp con này giờ tầm khoảng 44 nó dễ đeo thật các bác là dễ đeo con này anh em có cổ tay hơn 14 là đã thể đeo được rồi đây cổ tay 15.7 đeo đẹp luôn này. đây các bác nhìn này. cái màu nó đẹp ấn tượng nhỉ vẫn là cái màu xanh dương đấy nhưng mà màu xanh của nó kiểu nó sáng hơn kiểu xanh thiên thanh ấy. đẹp lắm lên tay này nó rất là nổi Cọc kim thì đẹp, ấn tượng, gọn gàng Phần cả này các bác nhìn thấy càng thoải Trông nó đẹp, ấn tượng nhỉ Mặt trên thì đánh xước này Mặt dưới đánh bóng Đấy Đây để em đeo cho các bác Những bác cổ tay lớn một tí nữa, Khoảng độ tầm 17 Đeo vẫn rất đẹp Con này nó dễ đeo thôi Xe 38 nhưng mà càng thoải Cho nên là trông nó cũng dễ đeo Đấy, mặt số thì các bác nhìn thấy cái màu xanh của nó đẹp chưa vẫn là xanh dương thôi nhưng mà nó tươi hơn rất là nhiều và nó kiểu kiểu xanh thiên thanh đẹp tươi đẹp có trải tia săn bớt các bác nhìn trải tia xoay như trong tròng luôn con này trải tia phải đến một hai ba bốn bốn sáng trải tia bốn sáng luôn các bác nhé cho nên là mặt số con này thì trông nó sáng và nó tươi hơn là so với những con trải tia uh, điểm sáng nhỏ hơn đấy mà các bác nhìn thấy những cái vân đánh xước ở bên trong nó làm kỹ càng kinh khủng luôn Cọc thì các bác có thể thấy ở đây đó là cọc đơn, cọc góc 12 giờ sẽ là cọc đôi và bộ kim thì nó là kim theo kiểu dạng lưỡi cụt. Và nói chung là về thiết kế của con này thì các bác sẽ thấy là cái sự nam tính trên cái phần cọc kim này. Nó rất là gọn gàng, dễ xem giờ. Đấy, xem ngày xem giờ rất là dễ. chưa hẳn là nó đã theo cái kiểu dạng của hau của Đức là nó sẽ tiết giảm hơn về phần cọc số bộ kim. Nhưng mà nó cũng sẽ có cái hơi hướng tối giản đi. Và các bác sẽ thấy là cọc kim con này nó cực kỳ gọn gàng. Con này thì có thêm trang bị dạ quang Lumibrai Các bác nhìn thấy đã đời chưa Mới, Hơi sơ sơ như thế này nó đã sáng rồi Lumibrai nó là dạ quang độc quyền ở nhà Seiko Và cái độ sáng của nó thì rất là tuyệt vời Thời gian chữ sáng cũng khá là lâu Tuy nhiên là các bác cũng không nên quá kỳ vọng vào dạ quang Bởi vì thực ra dạ quang bây giờ một cái dạ quang tốt Thì một đêm thì nó chỉ sáng khoảng độ đâu đó Rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là nó đã quá ok rồi Thì dạ quang bọn này nó cũng chỉ vậy thôi chứ còn những cái dạ quang ngày xưa như những cái đồng vị phóng xạ thì nó sáng có thể xuyên đêm được nhưng mà bây giờ những cái dạ quang đấy thì đã bị cấm rồi cho nên cơ bản là bây giờ những cái dạ quang cơ bản trên thị trường thì nó cũng chỉ được đến vậy thôi Đây các bác nhé rồi uh, thiết kế đẹp gọn gàng con này cũng ba kim một lịch thôi các bác nhé Psycho này automatic này đà con này có trang bị thêm nồi chống sốc nữa cũng rất là lành bền nói chung là những cái sốc nhẹ thì các bác cứ yên tâm là không bị vấn đề gì đâu Nói về độ chống sốc thì đồng hồ Nhật thì bao giờ nó cũng trông có gì đấy nó cứng cáp hơn là so với đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhỉ. nó <laughs> là đặc trưng của người Nhật rồi, cho nên máy cái đồng hồ Nhật bao giờ nó cũng sẽ dày hơn đồng hồ Thụy Sĩ một xíu. Rồi thì với chiếc đồng hồ chúng ta sẽ có những cái thông số như sau, chúng ta có độ chống nước là 13 tương đương 100 m, đi mưa rửa tay thoải mái, thân thép không rỉ này. Serial number của đồng hồ 670377. 6 15 automatic made in Japan, dial shock 23 g con này có trang bị bộ máy là 6R15 với 23 g Trang bị chống sốc cũng rất là tuyệt vời Đấy, một con máy đẹp Giá trị siêu tầm thì siêu cao các bác nhé Giá trị sưu tầm bọn này thì bây giờ thì quá tuyệt vời rồi Rồi, à, về chiếc SRB009 này thì đây là một chiếc đồng hồ đẹp Bộ máy cũng khá ngon Chiếc có 50 giờ tần số 21.600 Và độ xe số phép là 15 đến 25 giờ một ngày nhưng mà thông thường cái bộ xoay, xoay số bọn 6R thì nó cũng sẽ dưới 10 giây một ngày là chính thôi nó Xoay số cũng rất là ổn định Và giá trị sưu tầm thì siêu cao Nói thật với các bác là Anh em nào mà có hẳn một bộ sáp thì chắc là bây giờ thành tỷ phú đến nơi rồi Bởi vì cái giá trị liên thành của nó rất là cao Đấy, những cái mẫu như này thì thậm chí cái giá ngày xưa niêm yết ở nó chỉ bằng khoảng độ 1 phần 2 so với giá hiện tại thôi. Nhưng mà thú thật với các bác là đây thực sự là một chiếc đồng hồ đáng sưu tầm. Thiết kế màu sắc đẹp, ấn tượng, rất dễ đeo, sáng tay Một chiếc đồng hồ ra đời cũng khá là lâu rồi Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì em vẫn thấy là nó hoàn toàn là hợp mốt Và thậm chí những cái mẫu cô đời mới chưa chắc là nó đã đẹp như những cái mẫu SRB đâu Đấy em nói cho các bác nghe Sau này nhà cô sẽ có rất nhiều những phiên bản mà tái bản lại cái dòng SRB Đấy, cụ thể trong cái quãng thời gian rồi các bác có thể nhìn thấy những cái dòng sưu tập Abinit chẳng hạn Ngày xưa SRB 017 nó làm mưa làm gió như thế nào thì các bác biết rồi Và chính cái sự nổi bật, nổi tiếng của SRB 017 Thì sau này thì chúng ta đã có những cái bộ sưu tập Abinit Và đó bây giờ là con gà đẻ trứng vàng cho nhà Seiko đấy các bác à, uh, Seiko thì có những cái dòng sản phẩm bán chạy nhất như là Cốc tai này, Abinit này, rồi Seiko 5 Sport này Đấy, ngày xưa thì có những cái mẫu Seiko 5 quân đội nữa Nhưng mà Seiko 5 quân đội thì bây giờ em thấy là gần như là nhà xe cô rất ít sản xuất bởi vì cái mức giá nó không cao cho nên lợi nhuận nó cũng không lớn thì các bác cũng cứ hình dung như bọn em ngày xưa bán một con xe cô năm quân đội bản xa 37 khoảng loanh quanh tầm trên dưới 2 đồng thì nhập về khoảng độ tầm khoảng đồng 3 đồng tư cũng có lãi rồi nhưng bây giờ nhập vào nó đã rơi vào tầm khoảng đồng 8 đồng 9 thì các bác bảo về bán như thế nào đấy cho nên là em mới bảo các bác rằng là nếu mà loanh quanh 3-4 đồng thì cứ chơi Olympia Earth đi máy ngon vẫn là máy của SAIKO hoàn thiện thân vỏ rất tốt và mức giá thì phải chăng. Đấy còn lên đến những cái dòng tầm cao thì các bác cũng phải chấp nhận là chúng ta cũng phải bỏ ra một cái phần tiền nó xứng đáng hơn, đúng không ạ? Rồi 6 đời 15 thì chúng ta có đầy đủ automatic có hỗ trợ có tay, có uh, dừng kim dây đấy, uh, chữ có 50 giờ, đấy. Rồi uh, có trang bị chống sốc nữa, con này có đai sốc mà, người trang bị chống sốc cũng rất là tốt. Rồi và rất, mức giá giao lưu với các bác con này là 21 triệu Các bác chú ý là 21 triệu con này nhé So với nước ngoài thì nó cũng rẻ hơn khá khá đấy Nhưng mà cơ bản thì so với những dòng máy 6R15 Mà những cái con uh, đời trước như thế này thì nó sẽ là hơi cao Nhưng mà các bác phải hiểu là SRB009 là một chiếc đồng hồ có giá trị siêu tầm nữa Cho nên ngoài đẹp để đeo ra nó có giá trị siêu tầm rất cao Rất cao các bác nhé Bảo hành là 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi riêng do vợ con em hỗ trợ 50% và cam kết là đến gấp 10 nếu phát hiện đồng phách các bác chú ý cho em nhé. Đấy. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. À, về đồng hồ thì bao giờ bọn em cũng sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị đồng hồ. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.